Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Ngọc. Còn mình tên là Hiền. Chúng mình là học viên khóa K34 của Viện Thẩm mỹ Quốc tế Abasing. Sau khi viết cô Trang làm sách Bí mật đỉnh cao cô thêu thẩm mỹ, mình đã được sở hữu cuốn sách này trong tay. Trong 10 ngày qua, khi mình tự học tại nhà, cuốn sách này đã giúp cho mình ôn tập những bài cũ, những lý thuyết trong quá trình học tập giúp cho hiệu quả cao hơn. Còn mình, khi làm khách tại quê nhà, cuốn sách còn giúp mình ghi nhớ những lưu ý khi làm nghề và cách xử lý các ca máy môi mí hỏng. Cùng với đó, theo từng bài trên sách đều có kèm link video từng bài dạy của cô Trang, giúp em khi học bài được tốt hơn. Và cảm ơn cô Trang đã viết ra cuốn sách này. Nó như cẩm nang làm nghề sẽ giúp em trong suốt quá trình làm nghề công viên thẩm mỹ này. Cuốn sách này thật là bổ ích, em cảm ơn cô Trang. Mọi người hãy nhanh tay đặt ngay cuốn sách này để học cùng chúng mình nhé. Giảm giá 30%, giá gốc 399k chỉ còn 279k. Free ship dành cho 99 bạn đầu tiên đăng ký sở hữu cuốn sách đỉnh cao phun theo thẩm mỹ.